chào quý vị khán giả. Đọc nói tới truyện tranh là không thể không nói tới loại truyện tranh Miko của tác giả Eiko Ono. Trong gia đình nhà Yamada gồm có 5 người là Miko, Kosuke, mẹ Rai, Mamoru và thành viên nhỏ nhất trong gia đình Momo. Miko có 2 người bạn thân thiết là Yuko và Mari. Yuko là một cô bé dễ thương với nụ cười khả ái. Còn nhắc tới Mari là nhắc tới tình yêu cháy bỏng dành cho truyện tranh. Còn ở lớp, Miko với những người bạn Tapi, Kenta, Yoshida, Yakuso và nhiều người khác nữa. Chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn.